Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Dạo gần đây, mình thấy có rất nhiều bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến RAM và mình sẽ chia sẻ một chút về cái vấn đề này và theo những gì mình biết và mình tìm hiểu và lại tư vấn cho các bạn cách chọn mua RAM và sử dụng RAM sao cho hợp lý nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một ví dụ rõ ràng. Ở đây mình đang có một kit RAM đến từ Kingston. Ở đây là Kingston Fury. Mình ngoài lề một chút mình sẽ nói kỹ hơn về kit RAM này. Đó chính là cái dòng Kingston Fury này đã được thay thế dòng Kingston HyperX Fury. Tức là nói một cách thì dễ hình dung và dễ hiểu nhất thì đối với những sản phẩm Kingston chúng ta sẽ bỏ đi cụm từ Fury và thay bằng một chữ đằng sau. Thì ở đây chúng ta Kingston Fury và RAM này là RAM dành cho những cái thiết bị gọi là chất lượng cao một chút. Những bạn nào mà cần những cái thiết bị hiệu năng cao thì có thêm dòng chữ Beast nữa, Kingston Fury Beast. Thì để cho bạn dễ hình dung nhất thì mình sẽ lấy ra đây một ví dụ luôn. Mình đang có ở đây là một bộ kit RAM Kingston HyperX Fury. Ngày xưa cách đây khoảng chừng 1-2 năm mình đã có một bộ kit RAM này rồi. Thì đây là bộ kit RAM có thể nói là khá là xịn ngày xưa, có thể cắm cho cả Intel và AMD. Về mặt hình dung về thiết kế chúng ta sẽ có LED RGB. Thì tương tự như vậy đối với dòng Fury Beast, thiết kế sẽ là giống hệt nhau. Các bạn sẽ nhìn sâu qua một chút về cái khác biệt, sẽ chỉ khác biệt là dòng chữ là chúng ta sẽ không có dòng HyperX nữa, còn về hình thức bên ngoài là tương tự để cho các bạn dễ hình dung nhất. Rồi, đây chúng ta tập trung về những cái thông số của kit RAM mình đang có ở đây. Mình sẽ đọc những thông số mà có sẵn ở trên vỏ hộp. Thì ngoài cái tên ra, LED RGB sẽ tương thích với nhiều hãng dĩ nhiên rồi, tương thích với MSI này, Gigabyte, AuraSync của Asus hay là ASRock, tương tự gọi là tương thích hết. Rồi những cái thông số khác, ví dụ như là tương thích đối với cả Intel và AMD. Đây là một điều chắc chắn để những cái hãng làm ra những bộ kit RAM là phải làm ra những kit RAM tương thích với cả hai hãng để khi chúng ta mua về và sử dụng sẽ là dễ nhất. Còn về mặt thông số mà rất nhiều người đang gây tranh cãi hiện nay, đó chính là mặt bus RAM. Bus RAM của bộ kit mình đang có đây là 3600. Một bus RAM có thể nói là cực kỳ cao, xét trên cả khía cạnh nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng ta sẽ có 32GB RAM, thì đây là hai thanh. Tức là nếu như mà những bạn nào mà đang quan tâm thì đây chính là một kit RAM trong mơ dành cho các bạn. Chúng ta có dung lượng cao, dual channel và bus RAM rất cao. Vậy thì bus RAM ở đây sẽ là ảnh hưởng tới những cái yếu tố như nào? Vậy thì để tìm hiểu như vậy mình sẽ đưa ra đến 3 yếu tố. Và mình sẽ nhắc đến 3 yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố đầu tiên đó là main. Đây chính là thành phần quan trọng nhất bởi vì không phải main hay chipset nào cũng support cho RAM một cách hiệu quả. Có những mẫu main sẽ bị giới hạn lại ở mức độ nào đó, ví dụ như Intel đi, B360 hay B365 sẽ đều bị giới hạn lại ở bus RAM là 2666. Lên dòng cao một chút là B460 thì sẽ giới hạn lại ở mức 2933. Thế nên, ví dụ nhé, các bạn có một bộ kit RAM Kingston Fury Beast với bus RAM là 3600 ở đây, các bạn cắm vào những cái hệ thống dùng chipset đời cũ đi thì RAM vẫn có thể hoạt động bình thường. Thế nhưng các bạn đang lãng phí một hiệu năng và tiền bạc khá là lớn đấy, bởi vì khi cắm vào cái bus RAM nhận cũng chỉ là 2666 hoặc cùng lắm là 2933. Tuy nhiên thì với dòng CPU mới hơn, những bộ chipset mới hơn của Intel luôn đi là B560 thì cái phần support bus RAM đã là thoải mái hơn rất nhiều rồi. Còn đối với AMD thì sao? AMD thực ra thì mọi người không cần phải quan tâm lắm đâu, bởi vì vốn dĩ chipset của AMD đã hỗ trợ cả support cho cái vấn đề là bus RAM cao khá tốt rồi. Và RAM bus càng cao thì CPU của AMD sẽ càng mạnh, xét trên lý thuyết. Và bộ kit RAM này như mình đã nói rồi sẽ cắm cho Intel và AMD với độ tương thích cực kỳ cao, theo như hãng công bố sẽ là vậy. Yếu tố thứ hai sẽ là CPU. Khi các bạn check một thông số của CPU đối với Intel đi, chúng ta sẽ có Intel Core i7 9700 thì các bạn sẽ thấy được dòng bus RAM là 2666 MHz. Còn đối với AMD thì sẽ ghi là up to lên khoảng từ 3200 hoặc là 3600 cộng gì đấy. Mỗi mẫu CPU sẽ có một cái mức up to khác nhau. Thì đấy không phải là giới hạn của một mẫu CPU, mà đấy là thông số bus RAM mà CPU sẽ auto nhận nếu như RAM được cắm vào những cái hệ thống với thông số tương ứng. Thông số tương ứng ở đây trên những bộ RAM được gọi là JEDEC, là một tiêu chuẩn thông số kỹ thuật khi xuất xưởng. Để cho các bạn dễ hình dung hơn thì đối với một mẫu CPU Intel Core i7 có thông số bus RAM là 2666 MHz, mà thanh RAM Fury Beast đây sẽ có mức JEDEC, tức là thông số khi xuất xưởng cắm vào thẳng luôn, nó sẽ auto nhận luôn là 2666 MHz và các bạn sẽ không cần phải can thiệp và điều chỉnh ở trong BIOS. Yếu tố thứ ba đó là RAM. Vậy thì làm thế nào để biết được JEDEC của RAM là bao nhiêu? Mình sẽ lấy luôn bộ kit RAM mình đang có sẵn đây để xuyên suốt cho video. Một ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Kingston Fury Beast thì khi các bạn check những thông số trên web sẽ thấy một bus RAM rất dài từ 2666 MHz lên đến 3733 MHz. Thì cái mức 2666 ở đây, đây chính là thông số cơ bản của thanh RAM này. Tức là khi các bạn cắm thanh RAM này vào những hệ thống tương ứng, ví dụ như các bạn cắm Intel AMD thì mặc định sẽ luôn nhận ở mức 266 đầu tiên luôn. Đấy, thì cắm vào và sử dụng luôn. Đấy là kiểu plug and play ấy, tức là cắm vào và dùng luôn. Tuy nhiên, các bạn cần phải lưu ý rằng
rất nhiều những mẫu RAM ở trên thị trường đều có một thông số khác ghi là XMP. Đây ví dụ một cái RAM các bạn cắm vào chỉ nhận 2666 thôi, nhưng ở trên đây lại ghi là 3600. Thì đấy, mình sẽ gọi chung luôn là XMP, Extreme Memory Profile. Thì hiểu đơn giản rằng đây là những cái thông số được ép sung sẵn, được hãng gọi là cài sẵn thành RAM rồi, và các bạn bật lên và sử dụng thôi. Ở một số những cái mẫu RAM trên thị trường, các bạn có thể mua những mẫu RAM kiểu họ chỉ ghi là 3200, mẫu RAM no name bạn mua trôi nổi trên thị trường, thì cái mức GDAT, cái mức thông số cơ bản của những bus RAM, của những cái thanh RAM đấy là rất thấp, chỉ khoảng là 2133 MHz thôi. Và muốn được lên được bus RAM cao, các bạn phải thao tác thủ công ở trong BIOS. Điều này thì là khá là đơn giản đối với những người nào mà đã tìm hiểu, của những người dùng mà người ta chưa biết thì hầu như họ sẽ bỏ qua luôn cái bước này. Và nếu như bạn quan tâm đến làm sao để bật XMP thì mình sẽ để sẵn một đường link để các bạn có thể click vào và để biết được cái cách gọi là kích hoạt cái bus RAM cao. Vậy thì làm thế nào để biết được là mình mua RAM có chuẩn hay là không? Đầu tiên, mình nghĩ là các bạn cần phải xác định xem các bạn mua cái gì và dung lượng bao nhiêu. Việc các bạn chọn mua sẽ phải nhìn vào những yếu tố theo thứ tự. Đầu tiên là CPU, tiếp theo là main và RAM. Đối với những bạn mà dùng CPU Ryzen 5 hoặc là Intel Core i5 và những mẫu main từ trung bình cao trở lên, thì lúc đó chúng ta phải cần quan tâm đến yếu tố về RAM, hay chọn mua những thanh RAM có chất lượng tốt tốt một chút. Và nếu như biết thao tác bật XMP thì các bạn có thể mua những bộ kit RAM như Kingston Fury Beast mình đang có ở đây, là bus RAM rất cao, nhận cho cả Intel và AMD 3600 thì đều có thể nhận được, miễn là main các bạn đủ tốt. Tuy nhiên, nếu như bạn là một người dùng thiết bị thấp hơn, dùng Intel Core i3 thì mình nghĩ là các bạn nếu cảm thấy thích thì hoàn toàn có thể mua về dùng, bởi vì kiểu gì cũng sẽ nhận bus RAM mức 2666 thôi. Mình thích thì mình cứ mua thôi, tiền của ai người tiêu mà. Thế nhưng mà về các bạn thì mình chưa thấy ai đi dùng Intel Core i3 một dòng Gen Z đời cũ để cắm một thanh RAM bus quá cao cả. Và vì một cách cơ bản, nếu như bạn đầu tư như vậy thì các bạn có thể đổi sang một công việc khác, một mẫu Intel Core i5, một mẫu B tầm trung và RAM trung bình thôi, thì các bạn đã có một hiệu năng và tối ưu dòng tiền một cách tốt hơn rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ vẫn lưu ý một chút, đối với những bạn nào mà dùng AMD thì dĩ nhiên các bạn sẽ không cần phải cân nhắc bus RAM, nhưng đối với Intel thì đối với những dòng main từ dòng B460 trở xuống thì hãy nên mua RAM bus khoảng 2666 MHz, hoặc cùng lắm là bus khoảng 3000 trở xuống mà thôi. Đừng mua những bus RAM quá cao, các bạn hoàn toàn có thể chọn mua những bộ Kingston Fury Beast có mức RAM mặc định là 666, mức giá khá là hấp dẫn đấy, bởi RAM Kingston mình thấy giá khá rẻ so với những tầm trung, những xét trên những yếu tố khác. Còn một yếu tố nữa đó là nên hay không việc cắm RAM nọ với RAM kia vào với nhau, RAM thường nhé chứ không phải RAM ECC. Xét trên lý thuyết thì điều này sẽ không gây ảnh hưởng gì cả. Và nếu như bạn đang có hai thanh RAM lệch nhau khi cắm vào thì sẽ đều hoạt động được dựa trên thông số thấp nhất. Thì mình sẽ lấy luôn ví dụ, mình đang đây có một thanh RAM với bus RAM có thể bật XMP lên là 3600, và có một thanh RAM khác có bus RAM thấp hơn chỉ khoảng 2133 thôi, thì khi cắm hai thanh vào với nhau thì cả hai thanh sẽ đều chạy ở mức bus thấp nhất, đó chính là 2133. Tức là các bạn đang gây ra hiện tượng lãng phí hiệu năng. Đối với bạn, vậy thì bus RAM có quan trọng hay không, và các bạn đang sử dụng bus RAM bao nhiêu? Và một số thông tin dành cho các bạn rằng là sắp tới Kingston sẽ về thêm những cái dòng DDR5, đây mới chỉ là DDR4 thôi nhé, sẽ về thêm DDR5 với bus RAM còn cao hơn cả 3600. Các bạn sẽ thấy vấn đề này như nào thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận để chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.